Xin chào. Hôm nay thì mình sẽ đi bắt con bạn về. Bạn mình nó hối quá hối, mình không biết là con bạn nó ăn ở bên đó như thế nào mà bị hối đem về, mình cũng không hiểu. Mình thấy nó cũng hơi ăn nhiều, ỉa nhiều một chút thôi chứ cũng đâu có gì đâu đúng không? Mình đã bỏ con bạn bên đó khoảng 4 ngày rồi. Không biết là bà còn nhớ mình không, nhưng mà mình nhớ ba thấy mẹ luôn. Hy vọng là hôm nay sẽ có một cái buổi gặp nhau tình cảm. Hy vọng là nó còn nhớ mình, nó còn tình cảm, nó quẩy đít hay sao đó để mình nghĩ, mình biết là nó còn yêu thương mình. Ok, bây giờ mình qua mình đón nó luôn nha. Mình đang trên đường đi ráp tới chỗ rước anh Bạc nè mấy bạn. Mình sao mà mình thấy hồi hộp quá. Bây giờ thì mình sẽ dẫn nó đi chơi. Hôm bữa giờ thì nó ở trong nhà bên kia cũng buồn á, tại vì không có được đi chơi nhiều. Thì bây giờ tụi mình sẽ đi ra công viên chạy vòng 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 cho nó khỏe. Hết bẹt. Mấy tháng rồi? 3 tháng. Ê, quen không? Quen không? Chó mấy con này chó của mọi nhà. Ê. Dạ dạ. Bye. Mình đang ở trong 7-Eleven. Trong này thì họ không có cho chó vào, cho nên là anh bạn của mình với anh Bạc phải ở ngoài đợi. Bây giờ thì mình sẽ tìm mua sữa chua cho nó. Bạc nó cực kỳ thích ăn sữa chua luôn mấy bạn. Mà cái mặt của nó lúc mà ăn nó nhìn giải trí lắm. Nhìn nó chẹp chẹp chẹp, hài, nhìn tống hài lắm luôn. Phê dã man. Một xíu nữa mình sẽ quay đặc tả cái mặt nó đi cho mấy bạn thấy là nó phê cỡ nào. Đây là sữa chua đâu ạ. Đây, mình sẽ mua cái loại không có đường. Tại vì mình nghĩ là cái loại có đường hay là những cái gì liên quan tới gia vị á thì nó không có phù hợp với chó lắm. Ok, bây giờ mình tính tiền đi ra ha. Em cầm tay luôn. Nham 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 nham. Only you. Mình sẽ mua quà cho nó ngồi giãn cho nó để bù đắp những lỗi lầm. Ở đây là snack cho nó ăn vặt. Trong này nó có nhiều vị á, mình cũng không biết là nó thích cái vị gì. Bình thường là nó chỉ thích ăn gà thôi, nhưng mà ở đây thì nó có bò, gà với phô mai. Mùi của nó giống như là mùi gà có nước nóng như thế này. Thơm không? Đẹp. Như vậy là tới 800 gram. Thì trong đó nó có nhiều cái bát nhỏ nhỏ như vậy nè.
sẽ có nhiều loại khác nhau, kiểu như là cũng phô mai rồi xúc xích, nó có nhiều loại mình để cho nó ăn. À, cái này mình thấy là thịt loại sấy khô và thịt viên viên đó các bạn. Cái này nó có tác dụng là để cho nó ăn, mình huấn luyện, mình training, hoặc là cho nó nhai gặm để sạch răng, tránh bị cao răng viêm đuối gì đó. Nóng này nó ăn mấy tháng rồi cũng chưa xong. Subscribe kênh channel của tụi mình Bạn The Fluffy để tụi mình cùng tương tác nhiều hơn nha. Bye bye.